Con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Đức Phật chỉ dạy hai pháp thiền là thiền chỉ và thiền quán. Sau này các tổ sư lại phát triển thêm nhiều pháp thiền khác, thường gọi là tổ sư thiền. Vậy thiền của các vị tổ sư thuộc về thiền định hay thiền tuệ ạ? Và Đức Phật có khuyến khích hay cho phép các đệ tử của mình sáng tạo ra những pháp môn tu tập mới không ạ? Thì trong các cái pháp thực hành để đi đến sự giác ngộ, giải thoát, chấm dứt khổ đau sinh tử, thì cái pháp thực hành của Đức Phật đã chỉ dạy, giảng dạy, đó là thiền chỉ và thiền quán. Trong thiền chỉ tức là thực hành các cái để chứng ngộ, chứng đắc các cái tầng thiền, có 40 đề mục thiền định, có thể có những pháp thì chứng đến cận hành định, có pháp thì chứng đến các an chỉ định, tầng thiền dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Và thiền quán, thiền tuệ thì là tuệ quán ra để thấy được những pháp chân đế, để thấy được tâm, tâm sở, sắc pháp, thấy được cái tính sinh khởi, cái pháp duyên khởi, và để giác ngộ ra các cái sự vô thường, khổ vô ngã, các chân lý, các sự thật, và để chứng ngộ niết bàn, thì được gọi là thiền định và thiền tuệ, thiền chỉ và thiền quán. Rồi sau này thì trải qua nhiều trăm năm, khoảng 500 năm về sau, thì sẽ thì có phát sinh thêm những cái pháp thiền khác mà sau này được gọi là tổ sư thiền ấy. Như là sau này có khoảng sau 500, sau 700 năm thì có những tư tưởng về tánh không, như là thời của các vị như Vô Trước Thế Thân, Mã Minh Long Thọ ấy, thì lúc đấy thì có cái pháp đó là quán về cái tánh không, tức là cái lúc này thì cái pháp ấy vẫn chưa đi quá xa so với cái pháp thiền chỉ thiền quán của Đức Phật. Nên là cái pháp về tánh không thì trong Phật, trong thời Đức Phật thì luôn nói là đó là có ba cái cánh cửa đi đến giải thoát, đó là không, vô tướng và vô nguyện. Không tức là khi mà thấy được năm nguồn này, không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Thì với một cái pháp như vậy thì nó cũng thuộc về thiền tuệ, nó cũng tương ưng, tương đối giống với cái pháp về thiền quán. Rồi sau này nữa thì như là đến sư thời tổ sư Đạt Ma Sư Tổ thì có pháp thiền trực chỉ nhân tâm, bất nập văn tự giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Thì đấy là một cái pháp thường là tham thoại đầu, là khi một cái vị tổ sư cho vị Đạt Ma một cái câu nó một cái câu nghi tình, phải là khi cha mẹ chưa sinh ta là ai, rồi vì ấy cứ khởi lên cái hoài nghi ấy mà không giải tỏa, không giải đáp được những cái thắc mắc ấy. Rồi sau này vị thầy mới bảo thế ông hãy đi làm cái chòi ngồi tu tập để chứng ngộ, để trả lời được câu hỏi ấy. Rồi cứ khi làm được cái chòi thì vị thầy cho người đến phá. Vậy làm đến lần thứ hai thì vị thầy cho người đến phá. Rồi vị ấy lại tiếp tục làm đến lần thứ ba. Làm đến lần thứ ba thì vị ấy tự phá đi. Tự phá đi. Và coi như là đấy là một cái sự giác ngộ. Ngày nào mình còn tạo tác thì tức là còn vô minh. Còn vô minh thì mới còn tạo tác. Ngày nào hết vô minh tức là hết giác ngộ rồi thì không cần cái sự tạo tác nữa. Đấy cũng là một cái sự ám chỉ cho một cái sự chứng ngộ, một cái sự giác ngộ. Và cái pháp môn ấy sau này được truyền sang Trung Hoa. Thì cái pháp môn này cũng rất là phổ thông, được gọi là cái pháp đốn ngộ, hay là cái gọi là cái pháp cũng là một trong những cái pháp nền tảng cho những cái pháp tổ sư thiền. Rồi sau này nữa thì càng về sau thì lại cái tư tưởng về sau lại càng trở nên khó hiểu hơn, đi xa hơn với giáo lý gốc, với cái pháp thiền chỉ quán gốc ban đầu. Thì cái pháp thiền về sau như đến thời của các cái vị tổ sư như là Bách Trượng Nâm Tế. Bách Trượng Nâm Tế thì cái vị Nâm Tế vào hỏi sư phụ là thế nào đại ý của Phật Pháp. Thì vị thầy mang gậy ra đánh cho một trận, rồi khóc nóc đi ra. Thế này hôm sau lại vào hỏi tiếp thế nào đại ý Phật Pháp, đánh cho trận nữa, khóc nóc đi ra. Lần thứ ba lại vào hỏi tiếp thế nào đại ý Phật Pháp, vị thầy lại giơ gậy lên đánh. Thì lúc đấy đệ tử đánh lại, và được coi như đấy là một sự giác ngộ, vì
coi rằng ngũ uẩn là không, thầy trò như nhau đều là dai không hết. Thì đấy được gọi là một cái pháp gọi là tổ sư thiền. Về sau này nó phổ biến lên cái pháp gọi là đánh, hét, hét đánh, là ai đến hỏi gì thì đánh, đánh cho ngộ, hét cho ngộ, dọa lạt la hét. Thì đấy là những cái pháp càng về sau thì lại càng sinh ra nhiều hơn. Nên là đến như thời về sau này, như là tổ Hư Vân thì có pháp nhất bộ, tam bộ nhất bá. Thì đấy cũng là những pháp phát sinh về sau. Hay là thời cận đại nhất thì có sư ông Nàng Mai với cái pháp thiền ca. Thì đấy cũng là một cái pháp thiền về sau này phát sinh, các vị tổ về sau này phát sinh thêm. Hay là như thời hiện đại giờ có sư ông Thanh Từ có pháp môn thiền chi vọng. Đấy là những cái pháp thiền. Thì những cái pháp về sau này thì chỉ có ai thực hành thì mới biết được nó thuộc về thiền chỉ hay thiền quán, nó thuộc về thiền định hay thiền tuệ. Thì chỉ có người thực hành thì mới biết, người nào không thực hành thì không biết. Nhưng khi nào tâm của mình định, chú tâm trên một đối tượng duy nhất, liên tục, không gián đoạn, rồi đạt đến sự ni dục, ni bất thiện pháp, rồi vì ấy mới có thể làm cho tâm định tĩnh và nó có những cái chứng, sự chứng đắc các tầng thiền. Có thể hiện nó có cái sự, những cái quang tướng, những cái định tướng nó sinh khởi, thì cái vị ấy mới có được cái ấn chứng của thiền định, rồi vị ấy mới dần dần đi đến các cái mức định thâm sâu, thì đó là thiền định. Còn thiền tuệ là khi nào vị ấy thấy ra được các pháp chân đế, thấy ra được tâm, thấy ra được tâm sở, thấy ra được các cái sắc chân đế, danh chân đế, thấy ra được các cái pháp duyên khởi, thấy ra được tính sinh diệt, vô thường khổ vô ngã của nó, thì đó mới là thiền vipassana, là thiền quán. Còn những cái pháp thiền về sau này thì có đạt đến những cái mức định như vậy hay không, có đạt đến cái sự nhất tâm định tĩnh như vậy không, hay là có tuệ quán thấy ra được các pháp chân đế như vậy không, thì đó là thiền thiền chỉ, thiền quán thời Đức Phật là dạy như thế. Thiền định là để mình làm cho tâm mình nó thanh tịnh, không còn năm triền cái. Đạt đến thiền quán là để mình đoạn trừ được những phiền não, thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục tham sân hận, hữu ái vô hữu ái, ngã mạn và tà kiến vô minh. Thì đấy là những cái pháp mà có thể đoạn trừ được khi mà thực hành thiền quán. Còn những cái pháp mà gọi là tổ sư thiền về sau này thì chỉ có người tu mới biết. Giống như là ai có uống nước thì mới biết là nước nó lạnh hay nó nóng. Ai có ăn thì mới biết được cái vị của cái món ăn đấy nó như thế nào. Còn những người mình không uống nước mình chả biết được, mình không ăn thì mình chẳng biết được. Còn nói rằng Đức Phật có khuyến khích hay có cho phép các vị đệ tử mình sáng tạo ra những cái pháp môn mới hay không, thì thực ra thì trong những cái bài kinh thì Đức Phật có nói là như về sau này mà người ta không từ bỏ cái pháp của Đức Phật mà người ta học theo những cái pháp của các đệ tử của Đức Phật thì người ta chỉ làm cho diệu pháp hỗn loạn và biến mất, chứ không có làm cho Phật pháp hưng thịnh hay là có thể trở nên tốt đẹp hơn được. Vì vậy cho nên là với một cái người thực hành theo pháp của Phật thì tốt nhất chỉ có đặt niềm tin vào Đức Phật mà thôi. Đức Phật mới là một cái bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, chỉ có Đức Phật mới là một cái người tìm ra được con đường đi đến Niết Bàn. Mà ngay một vị độc giác Phật, một vị Phật độc giác có thể giác ngộ được cho mình, cũng đi đến Niết Bàn, cũng đoạn trừ được phiền não, cũng chấm dứt khổ đau. Nhưng mà cái trí tuệ của vị độc giác Phật còn cao hơn trí tuệ của các bậc A-la-hán. Thế mà một vị Phật độc giác còn không thể dẫn dắt được người khác đi đến giác ngộ giải thoát. Còn Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác, nên là Đức Phật có thể giảng dạy được những pháp, những cái pháp tục đế, và Đức Phật có thể giảng dạy được những pháp chân đế, thì giác ngộ ra được cái pháp chân đế ấy mới có thể đi được đến Niết Bàn. Và sở dĩ các cái vị thanh văn đệ tử của Đức Phật cũng có thể giảng dạy được con đường đi đến Niết Bàn là vì các vị ấy có cái sự giác ngộ rồi, các vị ấy vẫn học cái kinh nghiệm giảng dạy từ Đức Phật, từ trong kinh Luật Luận, từ trong giới định tuệ. Rồi các vị ấy y cứ vào kinh Luận Luận giới định tuệ rồi mới giảng dạy để giữ gìn lại cái pháp của Đức Phật.
Chứ nếu như người nào mà giảng dạy bằng chính cái kinh nghiệm của bản thân mình ý, thì đó là một cái kinh nghiệm mà hy hữu. Của mỗi người sẽ có một cái duyên giác ngộ khác nhau, nhưng mà vị ấy lại chỉ giảng dạy được bằng kinh nghiệm của bản thân mình thôi thì rất ít, rất khó có thể có người khác đạt được sự giác ngộ. Mà nếu người nào mà giảng dạy theo cái pháp tuần tự của Đức Phật, kinh Luật Luận Giới Định Tuệ của Đức Phật, thì đấy là cái pháp phổ thông, cái pháp mà có thể phù hợp với tất cả mọi căn cơ, mọi tầng lớp, mọi người, thì mọi người mới có thể giác ngộ được. Vậy nên là nếu cái người nào giảng dạy pháp gọi là bằng kinh nghiệm giác ngộ, mỗi người có một kinh nghiệm giác ngộ, rồi giảng dạy cái kinh nghiệm giác ngộ ấy cho người khác, rồi cái pháp môn ấy nó sẽ rất là độc đáo, mới lạ, nhưng mà nó sẽ không truyền, nó không tồn tại được lâu. Có thể trong suốt đời vị ấy may ra được một người giác ngộ, hai người giác ngộ, hoặc không có ai có thể giác ngộ được theo cái cách thức của riêng mình cả. Như là Tổ Bồ Đề Đạt Ma chỉ có một đệ tử Tuệ Khả giác ngộ, Tuệ Khả chỉ có một đệ tử giác ngộ, Tăng Xá này, Tăng Xá đến Đạo Tín một vị giác ngộ, Hoàng Nhẫn được một vị giác ngộ là Tổ Huệ Năng. Và chính vì cái dạy bằng cái kinh nghiệm giác ngộ của bản thân mình rất khó có thể khiến cho người khác giác ngộ, thậm chí có những vị sẽ không truyền đạt được cho người khác, mà cái pháp ấy không thể tồn tại lâu dài được và sẽ thất truyền rất nhanh chóng. Vậy nên còn thực hành theo pháp của Phật là cái pháp phổ thông, thì là pháp ấy nó sẽ phù hợp với mọi căn cơ, cho nên là sẽ có nhiều người có thể giác ngộ được. Tức là cứ thực hành theo giới định tuệ, theo pháp thiền chỉ, thiền quán, theo đúng pháp của Phật thì vẫn chắc chắn hơn, đảm bảo hơn, an toàn hơn, và sẽ làm cho chánh pháp tồn tại được lâu dài. Và ngày nào người nào mà còn thực hành theo bát chánh đạo, theo tứ niệm xứ, theo pháp thiền chỉ quán như vậy, thì ở trên thế gian sẽ vẫn còn có những người giác ngộ, sẽ vẫn còn có những người giải thoát, sẽ vẫn còn có những người chứng ngộ được niết bàn, chấm dứt khổ đau. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Mai Duy Đông trên Zoom ạ. Kính bạch sư, thức trong thức vô biên xứ là gì ạ? Thức trong thức vô biên xứ tức là cái tâm mà nó trú vào trong cái trạng thái vô biên xứ ấy. Cái tâm nó đang an trú ở trong ấy. Thì cái trong một cái tầng thiền gì thì nó cũng phải có thức, nó cũng phải có tâm và các cái tâm sở để nó lấy cái đối tượng của cái trạng thái là thức là vô biên, thức là vô biên. Tức là cái thức của mình có thể mở rộng ra khắp không gian vô biên được. Thì đấy là cái thức. Thì cái thức đấy mà người ta có thể trú ở trong cái thức đấy thì người ta cũng có thể vào cái thì đấy là một cái tâm thức của cái tầng thiền thức vô biên xứ. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Giới Vinh. Trong tám giới, giới thứ bảy cấm múa hát, thổi đàn kèn và xem những hoạt động này. Con không xem múa hát hay thổi đàn kèn, nhưng con có xem các chương trình trên YouTube như video về tình hình lũ lụt miền Bắc hay các video tương tự. Vậy con có phạm giới này không ạ? Nếu xem với những cái hình tức đấy để mình xem, mình biết những cái sự kiện ấy thì không phạm giới. Còn nếu như mình xem để giải trí, xem với cái tâm phóng dật, xem với cái tâm vui chơi thì nó làm cho tâm bị phóng dật, chứ nó không phạm vào cái giới múa hát. Còn khi nào mình nghe và xem múa hát thì nó mới phạm vào cái giới xem nghe múa hát. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Hoa Ban Rừng. Con vừa ngồi thiền vừa nghe pháp được không ạ? Khi ngồi thiền thì không nên nghe pháp. Nghe pháp nó bị tán tâm, và lúc ấy hành thiền nó không vào định sâu được, vì tâm nó cứ bắt vào cảnh này, nó bắt sang cảnh kia. Còn lúc mà mình ngồi nghe pháp ấy, mình cũng có thể ngồi thiền được. Nếu như mà một cái bài pháp quá quen thuộc, quá đơn giản, dễ dàng, mình không cần tập trung nhiều, thì mình lúc ấy mình vừa nghe pháp vừa ngồi thiền thì được. Còn đã trong cái giờ ngồi thiền thì không nên nghe pháp, chỉ có chú tâm hành thiền thôi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Đinh Lam. Có quan điểm một cái gì đó không sinh ra, cũng không diệt đi, thì cái đó không hề tồn tại, chỉ là hư vô, hư không. Con nên giải thích như thế nào dựa theo chánh pháp ạ? Thì cái đấy là hư vô, hư không. Cái đấy không cần phải giải thích.
Cái đấy giải thích thì nó rơi vào hí luận. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Một người cư sĩ thấy một vị tỳ kheo phạm lỗi nên phản ứng như thế nào ạ? Ví dụ ở một chú xứ khi có đoàn Phật tử đến và nhờ vị tỳ kheo dẫn đi trao quà từ thiện cho bà con gần chùa. Khi đến những nhà người dân, vị tỳ kheo lại nói: sư đến cho gia đình quà này. Người trong đoàn từ thiện đều biết và không hài lòng ạ. Thực ra thì thời bây giờ các vị sư hay là các vị sa môn thì cái đạo hạnh rất là thấp, chứ nó không còn như thời Đức Phật nữa. Cho nên rằng cái phiền não tham sân si, cái vô minh tà kiến rất là nhiều. Cho nên là thời bây giờ là các vị sư sẽ rất là xấu xí, chứ không còn thánh thiện như thời Đức Phật. Vậy nên là với một người nào mà thông cảm với điều ấy thì thôi, không chấp. Còn những người nào mà không thông cảm thì cứ y vào giới mà nói, mà thầy nói vậy là thầy phạm giới à, thầy không sợ phạm giới à, làm vậy không xứng, có xứng đáng là sa môn không, có xứng đáng là một vị tỳ kheo không. Thì cứ nói nhẹ nhàng như vậy là vị ấy sẽ nhột mình thức tỉnh và lần sau khiếp không dám như vậy nữa. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Đinh Lam. Con đã từng nghe nói về hiện tượng chết trùng tang mà nhiều người thấy khó tin chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, vì nhiều người thân trong gia đình họ hàng qua đời liên tiếp, sau đó họ thường đi xem thầy và thầy phán rằng đó là trùng tang. Họ tìm cách hóa giải nhưng có nhà hóa giải được, có nhà thì không. Vì vậy con rất muốn hiểu rõ bản chất của hiện tượng này là như thế nào ạ. Mình không nên tin vào cái hiện tượng này, mình chỉ tin vào nghiệp và quả của nghiệp thôi. Nếu như có gia đình nào đấy chết, rồi lại có người khác chết, rồi lại có người khác chết, thì đó cũng là chuyện sinh tử lẽ thường trên đời. Và gán vào cho nó là người này là trùng tang, là có thần trùng đến bắt, thì cái người đấy sống bằng cái tư tưởng đấy cũng gọi là tà kiến. Còn mỗi người sẽ có quan điểm khác nhau. Chỉ là do đến cái lúc cái nghiệp nó đã đến rồi, thì dù ở trên rừng hay là dưới biển, dù nánh vào động núi hay là dù ở bất cứ nơi nào, khi mà cái nghiệp nó đã đến thì cũng không tránh khỏi thay tay được thần chết được. Thì mình chỉ nên tin rằng cái lúc đấy là do cái nghiệp nó đã cho quả như vậy, vì đấy không thể tránh đi đâu được. Chứ không nên tin vào trùng, nên là bỏ cái quan niệm trùng trùng đi. Và càng sống vào cái quan niệm đấy, mình càng trở nên bất an, sợ hãi, lệ thuộc, bị trói buộc, và lại càng sinh ra cái khổ, nó lại bị trói buộc bởi cái khổ khác nữa. Nên là sẽ càng bị dẫn dắt bởi những cái vị tà sư ngoại đạo thì càng khổ hơn. Nên là hãy dứt bỏ nó đi, và chỉ coi rằng đó là cái nghiệp nó như thế mà thôi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Hộ Minh. Con đọc trong kinh thấy Phật dạy: lạy các tỳ kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống, ngồi thế kiết già. Vậy câu kinh này Phật dạy cho các tỳ kheo, nghĩa là đệ tử xuất gia, chứ Phật không có nói câu này. Cư sĩ hay này gia chủ, hãy đi đến gốc cây, ngồi kiết già. Nghĩa là Phật không dạy cư sĩ tại gia ngồi kiết già, phải không ạ? Đức Phật dạy thì lúc đấy các đối tượng có cả các tỳ kheo, tăng tỳ kheo ni, sa di nam, sa di nữ, hay là có cả các cư sĩ nam, cư sĩ nữ, có cả các chư thiên và loài người. Nhưng mà Đức Phật hướng đến chủ yếu là các vị tỳ kheo để Đức Phật nói như vậy thôi. Nên là cái câu nói đấy vẫn là dạy chung cho tất cả những ai muốn thực hành theo pháp của Đức Phật. Thì mình không nên y vào cái câu kinh đấy rồi mình suy diễn là Đức Phật chỉ dạy các tỳ kheo, và trong đó thì lại có cả tất cả các hội chúng khác nữa chứ. Vậy cho nên là ai cũng có thể thực hành theo cái pháp như vậy được. Còn ngồi kết già bán già thì Đức Phật cũng chỉ là nói một cách chung chung như vậy, chứ ngồi kết già cũng được, ngồi bán già cũng được, ngồi hai chân bằng nhau cũng được, hết đều như nhau cả, muốn ngồi như thế nào cũng được. Đừng quá chấp vào một cái câu kinh quá mức như vậy.
Con xin đọc câu hỏi của hành giả Anthony. Người đàn ông có vợ nhưng phải đi làm xa nhà, xa vợ, nên kiếm bạn tình xung quanh chỗ nào? Một số thanh niên trẻ vì nhu cầu sinh lý mà kiếm bất kỳ phụ nữ nào chấp nhận cho họ thỏa mãn. Cả hai trường hợp trên, những người đàn ông này có bị phạm giới không nếu họ không theo đạo Phật? Hành động của họ chịu quả báo gì trong sinh tử luân hồi ạ? Nếu một người mà không thọ giới hay một người không phải là Phật tử, không quy y, không thọ giới thì không phạm giới, nhưng mà vẫn tạo ra cái nghiệp xấu, cái pháp đấy gọi là tà hạnh trong các dục. Tà hạnh trong các dục là cái người đấy tạo một cái nghiệp hạ nhiệt thấp kém. Nếu mà cái người đấy tạo cái nghiệp đấy, nó chỉ làm cho cái tâm trí trở nên u mê, mờ tối, tham dục cường thịnh, tăng trưởng nên khiến cho trí tuệ càng ngày càng yếu đuối, càng bị suy giảm đi. Vì cái trí tuệ suy giảm đi cho nên là vị ấy không phân biệt được cái tốt xấu phải trái chánh tà, cái tà kiến nó tăng lên. Nếu mà cái đấy nó cứ tăng trưởng lên thì sau này cái vị ấy sẽ tái sinh vào những cõi thấp kém. Đấy là cái nghiệp đấy nó dẫn dắt vị ấy như vậy thôi. Chứ còn có người thọ giới thì mới phạm giới, cái người không thọ giới thì không phạm giới, nhưng mà vẫn phạm vào cái tà hạnh và vẫn là một cái pháp hạ nhiệt thấp kém. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Vân. Khi gặp khó khăn và thiếu thốn, nếu mình nhận sự giúp đỡ về tinh thần hoặc vật chất từ người khác, đó có phải là may mắn hay tổn hại phước báo của bản thân? Chúng ta có nên luôn mong ước nhận được sự giúp đỡ từ người xung quanh hay nên tự lực vượt qua mọi hoàn cảnh trong cuộc sống ạ? Khi mình khó khăn mà có người giúp đỡ thì đó là phước của mình. Và mình cứ nhận cái sự giúp đỡ ấy, nhưng mà mình đừng có vô ơn, đừng có quên ơn cái người giúp mình. Người ta giúp mình rồi thì mình phải nhớ ơn, phải tri ân và phải biết làm cái gì đó để giúp lại người đấy hoặc là giúp lại những người khác. Chứ đó, mình nhận sự giúp đỡ của người khác cũng không tổn hại công đức của mình, chỉ trừ khi mình lừa đảo. Thế là mình không có khó khăn nhưng mà mình lại giả vờ khó khăn để nhận được sự giúp đỡ thì cái đấy mới là xấu xa tội lỗi. Còn nếu như mình khó khăn thật, được giúp đỡ thật thì đó là phước thật. Và mình hãy hoan hỷ với phước ấy và hãy tin rằng mình đã gieo những cái điều tốt, mình mới gặp những cái việc tốt, mới gặp những người tốt. Vậy mình hãy cố gắng sống tốt để mình không phụ cái lòng tốt của những người tốt ấy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Dầu Lê trên YouTube. Liệu có pháp môn nào cho người phạm ngũ nghịch đại tội có thể sám hối và quay đầu không ạ? Nếu không có thì những người đó nếu thật sự ăn năn và muốn sám hối thì phải làm thế nào ạ? Cái người ấy mà sám hối thì cái tội nó nhẹ đi, có nhẹ đi rất nhiều ấy. Như là một cái người ngũ nghịch trọng tội mà không sám hối thì sinh vào A Tỳ địa ngục, sẽ ở trong địa ngục cho đến hết đại kiếp này. Như để bà Đạt Đa sám hối không kịp nữa. Còn như vua Xà Thế cũng phạm ngũ nghịch trọng tội nhưng mà vẫn sám hối. Do sám hối cho nên vị ấy sinh vào cái địa ngục đồng sôi, nó nhẹ hơn, thời gian ngắn hơn. Cái người mà không sám hối thì vào cái địa ngục sâu hơn, nặng hơn, thời gian dài hơn. Cho nên là đã phạm ngũ nghịch thì nắm chắc cái vé đi vào địa ngục. Nhưng mà địa ngục lớn hay nhỏ, dài hay ngắn thì còn do vị ấy có biết sám hối hay không. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Nhân. Con có đọc cuốn Hỏi Đáp Phật Pháp của sư, trong đó có câu hỏi về việc người chết sẽ đi về đâu và câu trả lời là người chết sẽ tái sanh thành một kiếp sống mới. Tuy nhiên, ở chỗ con, sau 49 ngày mất, người nhà thường nhờ các thầy lễ và có hiện tượng phong nhập, khiến người nhà khóc lóc kể lể về những thiếu thốn và biết rõ về từng người khi còn sống. Hiện tượng đó là gì ạ? Cái phong nhập đấy chính là một cái người đã đi tái sinh rồi đó. Có tái sinh mới nhập được, là một cái chúng sinh khác, là một cái phi nhân khác rồi. Thì người ta mới tác động được vào người khác như vậy. Người ta phải là một cái phi nhân có cái uy lực lớn hơn con người, người ta mới nhập được vào con người chứ.
Chứ nếu như là một cái vong linh yếu nhỏ bé làm sao mà tác động vào người khác được. Vậy thì cái vong nhập đấy là một cái phi nhân. Đó có thể là cái người chết đã hóa sinh thành một phi nhân. Hoặc đó có thể là người chết đi tái sinh về cõi khác rồi. Nhưng mà những cái người gia tiên, tổ tiên nhà mình khác, người ta dựa vào đấy, người ta nhập vào. Hoặc đó có thể là một cái phi nhân, không phải là thân quyến của mình, là một cái vị chư thiên thần linh nào đấy, cảm thát bà nào đấy, người ta sống ở gần đấy, người ta tự nhập, người ta tự phán này phán nọ như vậy. Cho nên tốt nhất đừng có tin vào những cái đấy và đừng nghĩ đến những cái chuyện đấy. Người nào mà tâm lý càng bị ám ảnh vào những cái chuyện đó thì sẽ càng bị tác động như vậy nhiều. Còn những người nào mà mình thản nhiên coi cái sự sinh tử là thường tình, khi chết rồi mình không níu luyến, khi mình có người thân qua đời mình không níu luyến, không có nghĩ đến những cái chuyện đấy thì nó sẽ không xảy ra những chuyện như vậy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Nhi trên YouTube. Con nghe khi nam nữ gần gũi thì sẽ tổn hao tinh khí thần. Vậy việc nam nữ gần gũi có ảnh hưởng gì đến hành thiền không ạ? Còn việc không gần gũi thì có giúp ích gì cho hành thiền không ạ? Nam nữ mà gần nhau nó sinh ra cái ái, sinh ra cái tham đắm, sinh ra cái đắm nhiễm và nó sinh ra cái tham dục. Cái đấy nó có ảnh hưởng đến việc hành thiền. Nó làm cho cái người đấy bị triền cái chi phối. Trong năm triền cái thì tham dục mà ái nhiễm ấy là một cái triền cái nặng nhất, lớn nhất. Nhưng cái người nào mà cứ càng bị cái triền cái đấy, càng bị tham ái, tham dục chi phối thì bị ấy sẽ càng khó khăn, trở ngại lớn cho một cái việc hành thiền. Vậy nên là với một cái người thực hành thiền thì cái việc đầu tiên là việc quan trọng nhất, đó là tránh xa người khác phá, tránh xa người mà yêu, tránh xa người ghét. Hai cái đấy nó để nó tránh đi cái tham ái và sân hận là những cái triền cái chướng ngại nhất. Tránh xa thì nếu mình tránh xa rồi mình phải dứt tất cả trong nội tâm cơ, mình không còn tưởng nhớ đến nữa thì hành thiền sẽ rất là nhanh có kết quả. Còn nếu như mình cứ gần gũi như vậy thì hành thiền sẽ rất là khó khăn, vất vả, khó đạt được kết quả. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Quý Trần trên YouTube. Con kính xin sư giảng cho con về tự ngã của ta, có phải cái ta này là thật hay không ạ? Tự ngã của ta thì người ta, mỗi người người ta chấp một cái kiểu khác nhau. Có cái người thì chấp này là thân này là ta, có người chấp này là những vui buồn này là ta, người đấy là thọ, có người chấp là những tư tưởng này là ta, có người chấp là cái việc làm này là ta. Ta là ông này, bà này, cái chức vụ này, danh phận này, đấy là chấp về ta. Có người thì chấp về cái tri thức, nhận biết, tri kiến, là cái hiểu biết của ta. Ta có học thức như thế này, bằng cấp như thế này, địa vị và có cái sự suy xét như thế này, nhận định như thế này. Thì đấy là chấp về năm uẩn đấy, là ta. Đấy là như gọi là chấp thủ, chấp ta của ta, tự ngã của ta trong năm uẩn đấy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Nhân. Khi ngồi thiền, con hay thấy có ánh sáng tím sáng trước mặt. Khi tập trung xúc cảm vào đầu mũi, con cảm thấy khó thở và ngột ngạt. Vậy con nên tiếp tục hay dừng lại ạ? Nếu như lúc đấy mà tiếp tục thì chú tâm vào một điểm nhỏ để tâm nhẹ ra, hơi nơ nà đi một tí, đừng thấy cái hơi thở rõ ràng quá. Mình cứ cố gắng thấy cho rõ, chăm chú quá mức thì nó mới như vậy. Còn nếu mà để tâm nó tự nhiên, thản nhiên, nhẹ nhàng hơn thì nó sẽ có cái sự an vui, nó sẽ có cái sự khinh an và an lạc. Nên là điều chỉnh lại cái chú tâm thì vẫn ngồi được. Nên là cái người mà biết cách chú tâm vừa phải, người ta ngồi 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, thậm chí 5, 10 tiếng suốt ngày cũng không mệt mỏi. Người nào mà không biết điều chỉnh, không biết quân bình chú tâm thì nó bị căng thẳng và không ngồi lâu được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Dầu Lê trên YouTube. Trong kinh Nguyên Thủy có bài kinh nào Phật nói là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành không ạ? Không có câu đấy. Đức Phật chỉ nói
Đức Phật chỉ nói là như này là bậc giác ngộ chân lý tứ thánh đế hay là không có, chỉ có cái pháp tư tưởng chung chung của Đức Phật. Đức Phật chỉ nói là ta và các ông là những người đã thoát ra khỏi sinh già bệnh chết, đã thoát ra khỏi thế gian, khỏi sự trói buộc của thế gian, của luân hồi tái sinh thôi, chứ không có nói như vậy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Đăng Liệm. Trong nhóm bạn đạo của con có một chị tu bên mật tông, nghe nói đã đắc tha tâm thông khiến mọi người khó chịu vì bị chị nắm bắt tâm trong các cuộc trò chuyện đơn thuần. Con quan sát thì thấy chị cũng rất mệt mỏi với điều này. Trước khi nói chuyện với chị, con liệm Đức Sugato để tránh nói điều không hay. Khi trò chuyện, con thấy chị tập trung vào lời con như đang dò xét tính chân thật và tâm trạng của con. Con cũng từng đọc qua, học qua vài khóa tâm lý học và giao tiếp. Nhưng sau mỗi câu trả lời của con thấy nét kiêu mạn trên mặt của chị và trong mọi hành động của chị ấy. Con chỉ tập trung vào câu hỏi, chia sẻ những điều mình biết và mà không phán xét. Tuy nhiên, con cảm nhận được sự căng thẳng và mệt mỏi của chị. Sau khi về, con thấy mơ hồ, không chắc chị có thật sự chứng được tha tâm thông không ạ? Để kiểm chứng cái vị ấy có chứng tha tâm thâm hay không ấy, lần sau cầm cái gậy đến, giơ cái gậy vào mặt cái vị đấy và bảo là tôi có đánh chị hay không đánh chị, chị hãy xem cái tâm của tôi. Thế là vị ấy mà nói là có đánh thì mình không đánh, còn vị ấy mà nói là không đánh thì mình đánh, như vậy thì vị ấy sẽ nói sai và chắc chắn vị ấy sẽ không có tha tâm thông. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Thị Phương Mai. Con kính xin sư giảng cho con hiểu đúng ạ. Khi quán tưởng về sinh, có phải là mình suy tưởng về quá khứ? Quán tưởng về lão bệnh tử, gặp mặt hay chia lìa là mình suy tưởng đến tương lai. Vậy có mâu thuẫn với câu kinh Pháp Cú nội dung là không truy tìm quá khứ, không mong cầu ở tương lai, chỉ quay về với hiện tại mới là người có trí tuệ. Con xin thành kính tri ân sư ạ. Không quá khứ nữa là không có cái không truy tìm những cái tham dục ở quá khứ, những cái tham dục ở tương lai, như là tham dục về sắc thanh hương vị xúc ở quá khứ, ở tương lai. Còn để mà truy tìm về quá khứ để mà giác ngộ ra các sự thật, quá khứ là danh sắc là vô thường, tương lai là vô thường, để xa lìa, để đoạn trừ những cái tham dục ở quá khứ và tham dục ở tương lai, thì đấy là một pháp môn tu. Đấy là một pháp môn đi đến giác ngộ. Nên là cái pháp môn ấy hướng về quá khứ tương lai là chuyện bình thường. Đức Phật này có túc mạng trí nhớ đến các đời sống quá khứ đây. Có tương lai trí biết được tương lai ai sẽ thành Phật đâu. Thì đấy đâu phải là vọng tưởng đâu. Đấy là trí tuệ thâm sâu thù thắng vi diệu đây. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Thế Mạnh. Con đã ngồi thiền được nhiều năm, tuy nhiên trong lúc ngồi thiền con luôn đổ mồ hôi. Cho dù tâm được an tịnh hoặc không an tịnh thì đều đổ mồ hôi và ướt hết áo. Con không biết có phải do mình hành thiền sai không hay không ạ? Cái ngồi thiền thì cái thân nhiệt nó cũng sẽ nóng lên một chút, nên là nó có nóng hơn là chuyện bình thường. Quan trọng lúc ấy mình để ý là cái tâm mình nó an hay nó loạn. Nếu mà tâm mình nó loạn ấy, thì là do mình đã căng thẳng áp lực cái gì đó quá mức, thì mình cần phải để tâm nhẹ nhàng thư thái thảnh thơi hoặc thay đổi đề mục khác. Còn nếu như tâm mình nó rất là an thì mình đang hành đúng yên tâm, nên là cứ không nên bận tâm là về cái thân này, mà quan sát cái tâm xem nó có được an ổn không. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tùng Tuệ trên Zoom ạ. Con đang tập ngồi thiền quán niệm hơi thở, tập trung vào hơi thở trên môi và dưới mũi. Khi thở vào thì thấy mát, khi thở ra thì thấy ấm. Sư cho con hỏi, làm thế nào để xuất hiện định tướng nimitta trong lúc hành thiền ạ? Đừng để ý đến cái mát và cái ấm đấy. Ấm ấy nó là thời tiết. Nó là cái sắc thời tiết nó sẽ nạp vào cái thiền, nó tứ đại ở trên thân này. Và cứ nhận biết hơi thở vào ra, cũng đừng mong cầu cái nimitta. Khi nào mình
chú tâm vừa phải, quân bình, nhẹ nhàng, mà mình ni được năm triền cái. Tức là trong suốt thời thiền mình nó không có tham dục, sân hận, hôn trầm, thủy miên, trạng hối, hoài nghi, những cái cấu uế phiền não nó không khởi nên, tâm mình nó cứ tỉnh táo, sáng suốt, nó biết cái hơi thở vào ra đấy đều đều liên tục, thì lúc đấy nó tự động nó sẽ có nimitta, chứ mình mong nó cũng không có. Và mình cứ thản nhiên mà thực hành, khi tâm nó thanh tịnh thì nó sẽ sáng lên thôi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Lý Văn Thương. Con làm công ăn lương, nhưng tại sao con đi làm cứ bị người ta xù lương không trả, mượn tiền cũng không trả, còn bị đe dọa? Đây là con đang bị nghiệp gì ạ? Nhiều lúc muốn từ bỏ, không đòi nữa, nhưng lúc thiếu thốn lại muốn đòi lại. Con xin sư cho con lời khuyên con phải làm gì ạ? Con đang học và tìm hiểu Phật Pháp hàng ngày và hàng ngày về cách tu tập thiền ạ. Cái nghiệp đấy là do mình thân cận những cái người xấu, không thân cận những bậc chân nhân. Mình kết bạn với những người xấu nên là mình không nhận ra được cái người nào đáng tin tưởng, đáng tin cậy. Mà mình lại tin tưởng những người không đáng tin tưởng, tin cậy những người không đáng tin cậy. Vậy cho nên là mình hay thân cận với những bậc chân nhân, tránh xa những tiểu nhân, tránh xa những ác nhân, tránh xa những tà nhân ra. Rồi một thời gian sau thì cái trí mình nó sẽ sáng lên. Thì khi làm việc gì mình cũng sẽ tiếp xúc với ai, mình sẽ nhận biết người này đáng tin, người này đáng tin, mình đáng làm việc với người này không đáng tin, không nên làm việc với người này. Đấy là rồi mình sẽ, khi nào nhận được ra vậy thì sẽ hết. Còn mình còn dại, chưa khôn thì mình sẽ còn bị nửa. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Meta Guna. Con đọc trong kinh có nhiều đoạn nhắc đến thuận duyên và nghịch duyên sẽ tác động đến quả thiện và quả bất thiện. Vậy thuận duyên và nghịch duyên tác như thế nào ạ? Xin sư giảng dạy cho con được hiểu rõ ạ. Thuận duyên là khi nào mình làm cái việc gì mà luôn gặp thuận lợi, như mình buôn bán làm ăn luôn luôn thuận lợi, hanh thông sự nghiệp, mình muốn học hành cũng luôn luôn thuận lợi, không chắc chở, làm việc luôn luôn thuận lợi, không chắc chở, làm cái việc gì cũng luôn luôn thuận lợi, không chắc chở, thì đó là cái phước của mình nó sung mãn. Cái người nào có phước lớn, công đức lớn, do cái người nào mà đã gieo cái nhân là giữ giới, giữ năm giới tốt và hay làm việc thiện, là bố thí giúp đỡ người khác, thì cái người đấy sẽ luôn gặp thuận duyên như vậy. Còn những người nào mà mình không có cái phước về giữ giới, mình hay phạm giới thì mình lại hay không biết làm phước nữa, thì giờ mình sẽ gặp những cái chướng duyên. Chướng duyên thì khi mà mình cứ muốn làm cái việc gì nó cũng bị học, thì cứ muốn làm việc này mình gặp trở ngại, làm không thành công, không thành tựu, hoặc là rất là khó khăn mới thành tựu được. Thì đấy là chướng duyên. Chướng duyên là do mình tạo ra, thuận duyên cũng là do cái phước mình tạo ra. Con xin đọc câu hỏi của hành giả online trên YouTube. Con thường xuyên bị phóng tâm khi hành thiền, ngồi 2 tiếng mà vẫn còn phóng tâm liên tục. Đây là loại triền cái gì ạ? Có cách nào khắc phục tình trạng này hay không ạ? Đó là phóng dật. Phóng dật, phóng tâm nó cũng là do mình phóng dật. Để mà đối trị với cái triền cái ấy thì mình cần phải tinh tấn lên một chút. Thì niệm về xác chết với niệm về sự chết thì nó kinh cảm lên một tí là nó sẽ bớt cái phóng tâm này đi. Nên là nhắm mắt vào hình dung ra cái xác chết mình đã từng thấy là tốt nhất. Hoặc là mình hướng đến một cái xác chết, niệm xác chết bất tịnh, xác chết bất tịnh. Khi hình ảnh đấy hiện rõ ràng, duy trì khá lâu rồi thì niệm sự chết trên mình. Mạng sống này không chắc chắn, còn cái chết thì chắc chắn. Chết, chắc chắn là sẽ chết. Cứ niệm như vậy, hình dung thân mình như xác chết. Niệm thường xuyên liên tục đều đặn, làm cho thuần thục, làm cho sung mãn cái phương pháp ấy, thì tự nhiên mình cái tâm mình nó co rút lại và nó sẽ nhàm chán ni tham đối với mọi cái cảnh ở trên đời. Thì khi nó nhàm chán đối với các cái đối cảnh khác rồi thì nó ít đi năng sắc và nó sẽ an trú vào, nó sẽ bám lấy một cái pháp môn nào đấy tu tập để được giải thoát. Giống như là cái người nào mà đang gặp một nguy hiểm, ví dụ như là bị một cái dòng nước lũ nó cuốn trôi,
đi vào nghĩ đấy rất là bơ vơ sợ hãi, mình chắc chắn là mình đã chết rồi, trong tâm vị đã nghĩ như thế. Thế rồi có một người quăng cho vị đó một cái phao mà bám vào đây sẽ sống, thì lúc đấy vị đó sẽ đem hết sức của mình để bám vào cái phao đấy để được cứu sống. Vậy khi nào mình thấy rằng mình sống ở trong cái thế gian này nó mong manh như vậy, giống như mình đang giống trong cái dòng nước nũ bọc niu, là cái dòng sinh tử nó đang trôi như vậy, thì lúc đấy mình nhận thức ra được như vậy nó rất là kinh cảm sợ hãi. Thì lúc đấy mình gặp được một cái pháp môn tu nào đấy thì lúc đấy mình mới thấy nó trân trọng quý giá, ô cái pháp này sẽ cứu ta khỏi cái dòng sinh tử này, thì lúc đấy mình sẽ bám chặt lấy cái pháp môn đấy và nó không rời ra nữa, và lúc đấy nó sẽ hết phóng tâm. Nó kinh cảm lên thì nó mới hết phóng tâm được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Vô Vi trên YouTube ạ. Bạch sư, con có một điều lăn tăn về sự luân hồi, mong sư dùng trí tuệ của mình để chỉ rõ giúp con ạ. Khi tái sinh, tâm thức sẽ theo nghiệp lực mà đi vào các cảnh giới khác nhau. Vậy ở kiếp kế tiếp, con sẽ trở thành một chúng sinh khác, tức là có danh sắc khác. Mối liên hệ giữa kiếp hiện tại với kiếp tương lai là gì? Và giữa kiếp hiện tại với kiếp quá khứ thì sao? Giả sử kiếp hiện tại con đang là con người nhưng không nhớ kiếp quá khứ, con không thể biết kiếp quá khứ tốt hay xấu, và kiếp tương lai cũng không nhớ về quá khứ. Vậy luân hồi giữa các kiếp là như thế nào? Có mối liên hệ gì giữa quá khứ, hiện tại và tương lai ạ? Khi ta tu tập để có một cảnh giới tốt hơn, tránh rơi vào đường ác và đạt được giải thoát, nhưng ta không thể biết tương lai ra sao, tại sao chúng ta không tận hưởng kiếp này một cách trọn vẹn mà phải tu tập vất vả để tìm kiếm một tương lai chưa rõ ràng ạ? Giống như là cái lúc mình 1 tuổi, 2 tuổi, bây giờ mình còn nhớ được nữa không? Mà cái lúc đấy nếu bây giờ mình chụp lại cái hình ảnh ấy, mình bây giờ với lúc ấy nó còn giống nhau nữa không? Đấy, nó cùng trong một cái hình hài, cùng trong một cái thân thể này, mình còn chẳng nhớ được. Huống chi là chuyển sang một thân thể khác, hình hài khác, nó cũng là danh sắc ấy, nhưng mà nó luôn luôn thay đổi. Mình hôm qua khác, mình hôm nay khác. Giống như là người ta nói là không ai tắm 2 lần trên một dòng sông, như dòng sông nó trôi chảy liên tục như vậy, thì cái cuộc sống con người nó cũng luôn luôn trôi chảy như vậy. Đấy, từ một cái đứa bé này lớn dần lên rồi già rồi chết, chết xong rồi lại lại sinh ra một cái kiếp sống khác, lại sinh già chết. Nó giống như một cái cây khi mà nó lớn lên thì nó ra một cái trái, nó có cái hạt rồi nó chết đi, hạt lúa chết đi rồi người ta mang cái hạt đấy người ta lại gieo xuống nên một cái cây lúa khác. Cây lúa đấy là cây lúa khác nhưng nó vẫn giống với cái cây lúa trước, hoặc là người ta lai giống đi thì nó khác đi một tí thôi, nhưng mà nó cũng tương tự như vậy. Cái ngày nào mình còn cái nhân thì nó cứ sanh tử, nó vẫn là danh và sắc, nó khác cái hình hài một chút thôi. Giống như là cái hình hài của mình ở kiếp này nó đâu có giống nhau mãi đâu, ngày hôm nay nó khác với ngày hôm qua, ngày mai nó sẽ khác với ngày hôm nay. Vậy thì mình thấy là nó, mình có phải là người của ngày hôm qua không? Đấy là một cái quá khứ gần, một cái tương lai gần mà mình còn chẳng hiểu được. Huống chi là một cái quá khứ tương lai nó xa hơn, nó thay đổi sang một kiếp sống khác, thì nó vẫn là danh và sắc, nó vẫn là cái tâm đấy, nó vẫn là cái thọ ấy, nó vẫn là cái tưởng ấy, cái hành, cái thức, nó vẫn là cái thân năm uẩn này. Chẳng qua cái sắc thì nó thay đổi đi, có thể kiếp sau mình sẽ là một con trâu, con bò, con chó, con mèo, con lợn, con gà, con giun, con dế, con bọ, con muỗi, mình có thể tái sinh làm những con đấy nếu như mình có cái tư tưởng như vậy. Nếu như mình có cái tư tưởng là cứ sống hưởng thụ kiếp này đi, bận gì đến kiếp sau, thì kiếp sau mình sẽ sinh làm những cái loài sâu bọ như thế thì mình sẽ biết, rồi mình sẽ, nó sẽ quên hết cái kiếp này. Còn nếu như mà mình sống thánh thiện hơn, biết tu tâm đoạn trừ phiền não hơn, kiếp sau mình là một cái chúng sinh hóa sinh, là một vị thần linh, thần tiên, chư thiên ấy, cao thượng ấy, thì mình sẽ nhớ lại được kiếp trước của mình. Mình sẽ thấy nên là cái tư tưởng nó vẫn như vậy, tâm lý nó như vậy, tính cách nó như vậy, thọ khổ lạc vui buồn nó như vậy. Còn sinh vào cái cõi thấp hơn thì nó ngu hơn, còn sinh vào cái cõi cao hơn thì nó sáng suốt hơn. Khác nhau tí vậy thôi, cũng như lúc còn bé mình ngu mà đâu có khôn ngoan gì đâu. Lớn lên thì mình khôn hơn tí, già lại nú đi.
Thì sang kiếp sau, nếu mình sinh vào cái kiếp mà thấp kém thì nó nú hơn, mình sinh vào cái cấp, sinh vào cái thân có phước hơn thì nó sáng suốt hơn. Chỉ thế thôi, trong một kiếp còn chả hiểu hết, không chi nhiều kiếp. Và mình cứ sống, mình cứ đặt niềm tin vào nơi Đức Phật và mình thực hành pháp của Phật, rồi hoặc là cái thực hành thiền đấy để mình nhớ lại kiếp trước, thì mình sẽ thấy nó vẫn có cái sự tương ưng nhau giữa kiếp này với kiếp, giữa kiếp nọ với kiếp kia. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Vũ Nhật trên YouTube. Con nghe một vị thầy giảng rằng hiện tượng ma nhập chủ yếu là do tự kỷ ám thị, một dạng bệnh về tâm thần. Chứ thật sự ma nhập thì rất hiếm. Con chứng kiến một người trong gia đình hay bị ma nhập, tự nhận mình được một vị A-la-hán nhập. Sau khi con chia sẻ lời giảng của sư với chị, thì chị đã bớt hẳn. Mấy năm nay con thấy bị nhập nữa. Xin sư giải thích cho con hiện tượng này ạ. Những cái chúng sinh mà nó có cùng cái tần tư tưởng với nhau ấy, thì nó mới hay tác động vào nhau được. Như là một cái người, một cái phi nhân mà nó nhập vào người khác, nó sẽ là một phi nhân bất thiện. Và nó muốn nhập vào người khác, nó phải chờ cho cái người đấy khởi lên tâm bất thiện nó mới nhập được. Chứ nếu như cái người đấy mà khởi lên cái tâm chân chánh hiền thiện thì nó lại không nhập được. Vậy nên là khi nào một cái người sống mà có đạo, giữ giới và tu tâm hướng thượng tốt thì cái người đấy ít khi bị những cái tác động, bị phi nhân nó hành hạ quấy rầy, hoặc là nó có tác động nó không làm cho người đấy mê loạn được. Còn cái người mà càng cái tâm mà càng hướng về những cái tà, cái tâm hướng tà thì sẽ bị những cái phi nhân tà nó thâm nhập và nó làm hại thôi. Nên là khi cái tâm chân chánh lên, cái là thay đổi cái tâm đi, cái là nó cái đấy nó hết đi. Nên là nếu mà cứ biết giữ năm giới, biết tu tâm một chút, chấn chỉnh cái tâm lại một chút, chân chánh cái tâm lên một chút thì sẽ không bị quấy rầy bởi những cái hàng phi nhân đấy nữa. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Thanh Vân. Mỗi ngày con thiền được 2 đến 3 thời, mỗi thời được gần 1 tiếng. Khi bắt đầu thời thiền, con niệm Hồng Danh Phật Thích Ca, sau đó con niệm Ân Tăng, rồi niệm Chư Thiên. Thời gian Hồng Danh Phật Thích Ca, niệm Tăng và Chư Thiên cỡ 15 phút, 45 phút còn lại, con thiền Ca Si Lá và sẽ thấy ánh sáng gần hết suốt thời gian thiền Ca Si Lá. Mặc dù ánh sáng có khi rất rực rỡ, và có khi mở đi, con thấy mình rất hợp với thiền Ca Si Lá. Con có nên duy trì như hiện tại hay không ạ? Nếu mình cảm thấy như vậy nó tốt thì duy trì như vậy, nhưng mà niệm những cái kia nó ít lại một chút, ngắn lại một chút. Khi mình đang có định, có ánh sáng rồi thì dành nhiều thời gian cho cái pháp chuyên sâu đấy hơn, dành nhiều thời gian hơn. Dạ, con thưa sư, các câu hỏi còn lại con xin dời lại buổi sau ạ. Người hồi hướng idam me punyam asavakkhajam vaham mutu idam me punyam nibbalasa paccayo hotu mama punyapagam sappasatthanam paccemi te sabbe vedamam punyabhagam napantu sadhu sadhu sadhu.